You can't handle this. Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? Thank you.
mở nốt đáp án còn lại. Như vậy sau vòng thi thứ hai tổng số điểm như sau. Sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng để quyết định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 5 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Không ạ. Có hay không? Có hay không? Không ạ. Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Hãy mở dùm tôi ô số 4 đi ạ. Và ô số 5. Như vậy là sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Công ty điều hòa châu Âu, nghe gì cũng thấu. Phân phối và bảo hành chính hãng bởi Toshiba Việt Nam. Trở lại với chương trình cả vòng thi đặc biệt. Và vòng thi đặc biệt có 5 câu hỏi. Thời gian chỉ được tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Ở vòng thi đặc biệt bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời. Thank you.
trong 5 câu hỏi ở vòng thi đặc biệt, bạn đã trả lời như sau. Câu hỏi đầu tiên. Và bạn đã trả lời. Câu thứ hai. Và bạn đã trả lời. Câu hỏi thứ ba. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi thứ tư. Và bạn đã trả lời. Và câu hỏi số 5. Và bạn đã trả lời.